Thầy buồn thầy quá, thầy đang vui vui cái ngoảnh ra cái đang định bảo để chọn ấy thì zoom nó bay ra ngoài mất. Vừa rồi mọi người đều nhận thấy rằng chờ mấy phút là độ phức tạp của cái thằng sàng nguyên tố. Khi nay mọi người comment bao nhiêu nhỉ? Thầy chưa chưa kịp đọc, vừa thấy Thuận là đề xuất là cái gì mà mắc của MK đây. Thuận đề xuất là giải thuật sàng nguyên tố độ phức tạp là ON. Các bạn khác thì có đồng ý với quan điểm này không? Minh Chu đề xuất là căn N. Xin mời cái Sơn nào, hãy cho thầy biết và các bạn khác. Hãy cho biết là độ phức tạp của nó là bao nhiêu. Lốc N. Thầy có được 3 đáp án rồi. Rất hay. Đã xin mời về cái căn N, Thành đề xuất là căn N. Ta nhắc lại thêm một chút nữa, giải thuật sàng nguyên tố có độ phức tạp thuật toán là ô của N, ô của giá trị mình sàng. Các em lưu ý nha. Ô lốc N đó là tìm kiếm nhị phân quang minh nhé. Ô căn N là kiểm tra tính nguyên tố thành nhé. Còn giải thuật sàng nguyên tố là mất ô N, ô giá trị cần sàng là chính xác nhất. Mình sàng tới đâu thì độ phức tạp sẽ tới đấy. Vậy thì nhìn như trên thì ta nhận thấy đây là O1 này, đây là OK này, đây là ON này, đây là OK này. Để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không khi sử dụng sàng thì ta mất O1 ở chỗ này này. Như vậy ở đây thì ta có độ phức tạp chung của nó. Sàng gây ra tốt thì nó mất ô của giá trị cần sàng nhé. Vậy thì độ phức tạp chung của thuật toán làm theo cách hai này đó là ô của đây cái thằng này là OK, vậy nó là OK cộng với đưa giải sàng sàng đây là ON. Đấy. Vậy thì ta lưu ý rằng trong phạm vi từ 1 cho tới 10 mũ 6 thì số lượng số nguyên tố nó tương đương cỡ khoảng tầm 20-30 phần tử. Khoảng tầm 20-30 phần tử thì khi đó K này nó là một hằng số. Theo nguyên tắc loại bỏ hằng số khi tính độ phức tạp của thuật toán thì số K này ta hoàn toàn bỏ đi được. Thì độ phức tạp nói chung của bài toán này lại sẽ là ON. Nhưng khi với một bài toán khác thì ta nhận thấy rằng độ phức tạp thuật toán đó là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Ở đây nó mất OK, ở đây mất ON. Vậy độ phức tạp chung của nó sẽ là ON cộng K. Hoặc là mình có thể lấy ô mắc của K với N. Mình có thể ghi như thế này cũng được. Đấy. Thằng nào là lớn hơn thì nó lớn hơn. Rõ ràng ta không có thể lên tới 10 mũ 6 phần tử được. Do đó cái này nó tương đương với riêng bài toán này nó sẽ tương đương với ON. Các bạn nhé. Trong đó N là chính là cái giới hạn của đoạn từ M đến N. Đấy. Vậy làm theo cách này thì ta có thuật toán là tối ưu nhất và các bạn cần phải giải để cài đặt được giải thuật sàng nguyên tố. Vậy thì nhiệm vụ về nhà của các bạn làm bài toán này rất đơn giản. Đó là các bạn sẽ thực hiện tạo bộ test, tạo không hai test và nộp lên cái link ở bên trên link Google Drive nha. Cái chữ link Google Drive này chắc là thầy tạo ra một cái hyperlink. Và thầy cũng mong các bạn về nhà các em làm bài và nộp test nhé. Sau khi nộp test xong thì thầy sẽ tổng hợp cái test này. Sau đó thầy sẽ up test lên server và các bạn sẽ nộp bài lên bạn nộp bài làm của mình lên trên server nhé. Hiện tại bài làm các em chưa nộp lên server vội nhé. Mà các em chỉ nộp mỗi test lên trên đường link Google Drive thôi. Và kỹ năng tạo test bạn nào mà chưa biết thì các em xem lại video bài giảng này có trên kênh YouTube của thầy là Đặng Tuấn Thành. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của thầy thì đăng ký giúp thầy nhé để tăng số lượng người để đăng ký kênh học về lập trình. Đấy. Như vậy thì ở cái bài số 2 là bài số Fibonacci nguyên tố. Bài này là một trong những bài cực kỳ hay
mà các bạn vừa được đề xuất đến. Trong bài này thì các bạn đã được giới thiệu thêm một cái, đó chính là lịch sử của số Fibonacci. Với mỗi bài toán mà cần kiểm tra tính nguyên tố nằm trong một đoạn nào đấy nói chung, thì ta sẽ sàng nguyên tố cho tới giá trị cuối cùng của nó để lưu được mạng trạng thái các số này có phải là số nguyên tố không. Sau đó ta mới duyệt trong cái khoảng phạm vi để đếm, để kiểm tra, để tính các số lượng. Hơn nữa, ở bài toán này ta đã được tìm, ta được có một cái kỹ thuật khá đơn giản, đó là kỹ thuật sinh ra các số Fibonacci thỏa mãn điều kiện bài toán. Ví dụ như điều kiện bài toán là sinh ra các số Fibonacci nhỏ hơn n và lưu nó vào đâu đó. Ở đây thầy lưu nó vào trong mảng C nhé. Rồi, như vậy thì qua buổi học ngày hôm nay tới thời điểm này, các bạn đã biết được những gì? Các em đã được tìm hiểu về số nguyên tố, giải thuật sàng nguyên tố, và các em đã thực hiện được một thứ rất quan trọng, đó là chia bài toán thành các cái cách làm khác nhau. Với mỗi cách làm ta biết, ta bước đầu biết được cách tính độ phức tạp của thuật toán. Cái đây cái điều quan trọng nha, biết được cách tính độ phức tạp của thuật toán. Đấy, và bước đầu thôi chứ chưa để thành thạo thì ta thầy trò mình sẽ qua vài vài bài thì các em sẽ thành thạo thôi. Sau đó thì về độ phức tạp thuật toán, sau khi mình tính toán xong thì mình mới biết là trong 1 giây máy tính không thể vượt quá 10 mũ 6 phép tính. Do đó với độ phức tạp thuật toán này thì bài này không thể full điểm hay ta gọi là AC được. Vậy thì ta phải nghĩ cách tốt hơn. Muốn nghĩ được cách tốt hơn thì trước đó mình đã phải làm rất nhiều bài tập mà mình đã tự cải tiến được rồi, thì đi thi các bạn mới cải tiến được. Còn thông thường đi thi các bạn chỉ nghĩ ra được một cách, và cách đó thường là cách đề bảng như thế nào ta làm như thế đấy, thì ta sẽ rất khó đạt được điểm cao, giải cao trong một kỳ thi. Rồi, như vậy thì qua cái 2 bài đầu thì các bạn có thêm cái nhiệm vụ về nhà, đó là các em hãy tạo test và nộp bài. Do lịch học của lớp mình thì thầy đang dự kiến thầy trò mình tạm thời ta trong trước khi đi học thì ta sẽ học vào tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, và như vậy thì đến trong ngày mai trước 12 giờ trưa ngày mai thì các bạn hãy nộp 2 bộ test nhé. Ở đây ta có 15 bạn và có một số bạn dùng 2 tài khoản để vừa học vừa code, thì các bạn hãy nộp 2 bộ test lên trên Google Drive nhé. Sau đó đến từ 12 giờ trưa ngày mai thì các bạn nộp bài lên trên server để ta có được điểm. Server của ta là để trên để mình. Ta sẽ cố gắng trong tháng 7, tháng 8 đến trước tháng 9 ta học càng nhiều càng tốt để trước khi bước vào năm học mới. Lên server đây. Tài khoản của các em thì các em sẽ nhận được, mọi các em đăng ký học thì sẽ nhận được tài khoản thông qua cái link Google Drive về ở trong nhóm Zalo, cái Google Form ấy. Các em đăng ký thông tin bao gồm họ tên và tỉnh nào đấy thì các em sẽ nhận được tài khoản và thầy sẽ gửi tài khoản ở trong nhóm. Các em nào mà đăng nhập không vào được thì nhắn lên Zalo để thầy cấp lại tài khoản nhé. Rồi, hôm nay thầy trò mình cũng đã vất vả. Buổi học đầu tiên thì ngoài cái việc góc quảng cáo ra thì nó mất hơi nhiều thời gian của các em. Thì qua cái buổi học đầu tiên thì các em cũng đã học được một số các cái kỹ năng quan trọng, và thầy tin chắc rằng sau khi xem lại video bài giảng này thì các em hoàn toàn có thể cài đặt được bài 1, bài 2. Các em có năng lực tốt hơn, các em làm tiếp các bài tập kế tiếp nhé. Ở buổi học kế tiếp thầy sẽ chữa bài nhanh hơn thay vì việc chữa rất chi tiết như ngày hôm nay. Các em có góp ý gì thì các em có thể góp ý trực tiếp với thầy qua cửa sổ chat cá nhân, qua trên Zalo hoặc là qua số điện thoại để thầy điều chỉnh cho nó phù hợp lớp học của mình hơn. Để sao cho hy vọng là với cái mục tiêu là lớp lập trình nâng cao thì ta sẽ nâng cao được cái năng lực của các em để các em đạt được cái yêu cầu cần đạt của cái chương trình của mình. Rồi, hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây nhé. Thầy chào các em, chào cô Nhung nhé. Bây giờ thầy gửi cái file PDF tới các em trong nhóm Zalo.
Thầy gửi file PDF thì các em nhớ tải về trên máy tính của mình. Tải cái phiên bản mới nhất nhé, thầy đang gửi ở trong nhóm Zalo. Rồi, thầy chào các em, chúc các em làm bài tốt. Chào các em. Em cố gắng nhá. Làm cốt chỗ nào mà bị sai, bị lag, bị bug thì các bạn chụp ảnh gửi trong nhóm Zalo để thầy giải đáp nhé. Thầy gần như online 24 trên 7, trừ lúc cho con đi ăn quanh xóm nữa. Chào các em.